Xin chào các bạn, trước mắt chúng ta là mẫu FP500, mẫu tai nghe thể thao mới nhất của Sony. Chiếc tai nghe này sẽ được Sony bán ra vào đầu tháng 5 này. Chiếc tai nghe hỗ trợ NFC, Bluetooth 4.2, hỗ trợ đàm thoại HD, công nghệ chống nước IP4, pin 8 tiếng và có thể kích hoạt trợ lý ảo Siri hoặc Google Now. Mặt sau của chiếc hộp thì chúng ta có thêm một số thông tin như là chiếc tai nghe có thể sạc nhanh. Sạc trong 15 phút có thể nghe được 60 phút. Chiếc tai nghe được sản xuất tại Thái Lan. Phía trên thì hình ảnh chiếc tai nghe được đeo trên tai. Bên cạnh này những cái thông tin thì mình cũng vừa giới thiệu với các bạn rồi. Ngay bây giờ thì mình sẽ mở chiếc hộp này ra để chúng ta cùng khám phá ở bên trong hộp. Đây. Chiếc tai nghe được đặt ở trong một cái khay nhựa chống sốc. Một thiết kế rất là lạ mắt và độc đáo của Sony. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá những cái phụ kiện. Đây có một cái cặp mút và một cái kẹp để giữ tai nghe. Rất đặc biệt của Sony. Cặp mút rất đặc biệt và cái kẹp giữ tai nghe này cũng rất là đặc biệt. Lần đầu tiên mình nhìn thấy. Chúng ta còn có một cái cáp sạc, một đầu USB và một đầu micro dùng để sạc pin cho chiếc tai nghe này. Bên trong hộp thì chúng ta cũng có thêm một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Chúng ta cũng nên đọc để biết thêm những cái thông tin. Và đặc biệt, đó là một cái phiếu bảo hành chính hãng của Sony Việt Nam. Nếu chúng ta muốn bảo hành thì cần phải có cái phiếu này. Đây, chúng ta có thể thấy một cái cặp mút rất là đặc biệt. Nó được làm nhám ở xung quanh, giúp cho chiếc tai nghe có thể giữ ở trên tai một cách chặt hơn, không bị rơi ra. Ở đầu thì có những cái lỗ thông khí. Và đây là cái kẹp mà giữ tai này nó rất đặc biệt. Chúng ta sẽ lắp vào như này. Sau đấy thì kẹp hai cái tai nghe vào để nó có thể giúp cho chiếc tai nghe gọn gàng hơn khi chúng ta cất. Nó đỡ phải lòng thòng. Đó. Cái kẹp rất là đặc biệt. Lần đầu tiên mình nhìn thấy. Đây, chúng ta sẽ cùng khám phá cái cấu tạo của chiếc tai nghe này. Chiếc tai nghe được làm khá là đơn giản với một chiếc dây nối với hai phần housing. Trên housing thì chúng ta có gắn hai cái module, một là main và một là cục pin. Đây, ở đây chúng ta có một cái nút nguồn dùng để bật nguồn và dừng chạy nghe gọi. Bên này chúng ta có hai phím chuyển bài và tăng giảm âm lượng. Chuyển bài giữ, tăng giảm thì bấm. Trên này thì chúng ta có một cái phần sạc micro USB. Ở đây chúng ta có một cái kết nối một chạm NFC. Và logo Sony ở đây. Chiếc tai nghe được làm bằng nhựa. Đây thì chúng ta có thể thấy cái phần housing của nó. Đây là một chiếc earbud và chúng ta lắp cái mút này vào thì nó sẽ bám chắc hơn và chiếc tai nghe cũng được nhét vào sâu hơn trong tai, giúp nó giữ chặt trong tai và vẫn có cái độ thoáng của một chiếc earbud, nó sẽ không sâu quá vào trong tai. Bên này chúng ta có một cục pin cho cái thời lượng nghe nhạc liên tục là 8 tiếng. Đó, chúng ta thấy cái phần earbud của chiếc tai nghe được làm khá là nhỏ so với đa phần những cái mẫu earbud khác trên thị trường. Có thể nói cái mút tai này rất đặc biệt, nó biến chiếc earbud này live giống như một chiếc in-ear vậy. Đó. Chiếc tai nghe được thiết kế rất đặc biệt. Ở giữa thì chúng ta có một cái sợi dây này khá to, làm tròn và có thể chống xước. Trọng lượng của chiếc tai nghe này là khá là nhẹ. Nó rất là nhẹ và hoàn toàn chúng ta có thể đeo một cách rất là thoải mái ở trên tai. Mình cũng đã thử đeo chiếc tai nghe này trên tai để chơi thể thao và mình cảm giác nó rất là dễ đeo, nhẹ nhàng và không bị chặt vào tai quá, không bị bí như những cái mẫu tai nghe thể thao trước, đặc biệt là mẫu XB50BS của hãng. Nó quá to và cồng kềnh, đeo vào thì cảm giác hơi nặng, nhưng ở trên FP500 này thì khác.
nó cho mình một cảm giác đeo rất là thoải mái và nhẹ nhàng. Mặc dù cái thiết kế của nó cũng hơi dị một chút. Về cái khả năng cách âm thì đây là một mẫu earbud, chính vì vậy cái khả năng cách âm của nó không được tốt. Tuy nhiên, bù lại ở một chiếc earbud đó là sự thoải mái và cái không gian âm nhạc được tạo ra nó rất là rộng rãi và thoáng đãng. Tất nhiên, nếu là earbud thì cái âm trầm của nó sẽ không được nhiều và sâu như ở chiếc in-ear, đặc biệt là so với chiếc XB50 trước đây. Tổng thể âm thanh thì đây là một mẫu tai nghe có âm thanh khá là cân bằng. Tất nhiên, nó vẫn được sở hữu cái công nghệ XJBarg. Chính vì vậy, chiếc FP500 này vẫn là một mẫu tai nghe có cái âm trầm nhiều hơn một chút so với trung bình. Và tổng thể âm của nó cũng tương đối là ấm áp. Cái giải hay nhất của chiếc tai nghe này chắc là giải chung. Giải chung của nó là một cái giải âm rất là tự nhiên và có cái độ chi tiết cực kỳ tốt. Tuy đây là một chiếc tai nghe có âm trầm nhiều hơn mức trung bình một chút, nhưng cái giải chung của nó vẫn không bị lấn vào giải trầm. Nó rất là tự nhiên, nghe rất là đầy đủ và cực kỳ dễ nghe. Giải chép của nó cũng được làm tốt hơn so với dòng XB50 trước kia của hãng. Thì đây là một mẫu tai nghe có cái giải chép khá là vừa đủ, nó đủ để chúng ta có thể thưởng thức được đa phần những cái thể loại nhạc, từ nhạc EDM, nhạc DJ đến nhạc không lời trữ tình đều có thể thưởng thức tốt. Và tất nhiên cái giải chép của nó không phải là quá nhiều nhưng cũng không phải là ít, giúp cho khi chúng ta nghe những cái dòng nhạc mà có cái phần chép nó cao ấy, chúng ta sẽ không bị chói gắt. Còn cái phần phần bát cũng đánh khá là tốt, nó không nhiều quá nhưng nó đủ chắc gọn và đủ trầm hùng để chúng ta có thể thưởng thức được những cái bản nhạc beat, những bản nhạc sôi động để khi chúng ta chơi thể thao, và nó có thể tạo cảm hứng và tạo động lực cho chúng ta khi chúng ta hoạt động mạnh. Về tổng thể thì nếu chúng ta so với cái chiếc tai nghe XB50BS thì FP500 này sẽ không có cái âm bass trầm và máu lửa như chiếc XB50BS. Bù lại thì chiếc tai nghe này có một cái âm thanh cân bằng hơn. Nó cho phép chúng ta nghe được nhiều dòng nhạc hơn và chiếc tai nghe này không bị lấn bass vào giải trung và chép, nên là chúng ta sẽ nghe được rõ phần lời của giọng ca sĩ hơn. Đây là một chiếc tai nghe tốt để chúng ta có thể nghe được nhiều dòng nhạc. Và cá nhân mình đánh giá đây là một nâng cấp tốt để dùng được cho nhiều người hơn của Sony. Hiện tại sản phẩm sẽ được bán vào đầu tháng 5. Để trải nghiệm sản phẩm, xin mời các bạn qua iDo Audio. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.